Chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube sửa chữa máy may tại nhà của em nhé. Thì hôm nay em có nhận được một con máy đấy, của khách đang bị hiện tượng là lỗi E07 nhé. Đây em sẽ bật cái máy lên cho mọi người xem này. Bật máy lên. Đấy. Bật máy lên thì cái motor này nó sẽ không dò được vị trí dừng kim nhé. Bình thường nó phải dò được cái vị trí dừng kim này. Đấy, lên trên cao này thì nó sẽ thì được, nhưng đây nó không dò được, nó đã báo lỗi E07 như này nhé. Thì sau đây em sẽ cùng mọi người đi tìm hiểu cái nguyên nhân và cái cách khắc phục cái lỗi E07 mà nó hiện tượng như này nhé. Thì chị em sẽ hướng dẫn cho anh chị em khắc phục cái lỗi này. Đấy, còn mình có thể khắc phục tại nhà được cái lỗi này nhé. Mọi người xem và tham khảo, anh chị em xem video của em mà thấy hay thì cho em xin một like, một chia sẻ. Ai chưa ấn đăng ký kênh thì đừng quên ấn đăng ký kênh và bấm quả chuông để theo dõi các cái video tiếp theo của em nhé. Bây giờ em sẽ tiến hành đi tháo cái hộp này ra nhé. Đấy. Mọi người để tháo được cái hộp này ra thì mọi người sẽ dùng một cái lục giác 2,5 này và một cái lục giác 4 nhá. Một cái lục giác 4. Thì cái nguyên nhân E07 này thì nó cũng rất nhiều nguyên nhân, nó có thể là bị hộp và nó có thể là bị motor. Thì sau khi em sẽ tháo cái này ra thì em sẽ dùng một cái motor của em để dùng biện pháp loại trừ. Thì các video trước ấy mọi người xem kênh của em ấy thì em có hướng dẫn mọi người những cái nguyên nhân nào mà nó có nhiều nguyên nhân thì ta sẽ lên dùng cái phương pháp loại trừ để biết được nó là hỏng motor hay là hỏng hộp nhé, để ta rút ngắn được cái giai đoạn gọi là sửa chữa bắt bệnh cho nó chính xác và rút ngắn được cái thời gian sửa chữa đi, chứ không phải tránh trường hợp mình sửa nó nhầm, bị boa thì mình đi sửa motor và bị motor mình đi sửa boa thì dẫn đến là lâu thời gian mà đôi khi nó có thể là lợn lành thành lợn què nhé mọi người nhé. Bây giờ là em sẽ đi kéo ra, rút điện ra này, tắt luôn, tắt đi. Lục giác 2,5 này ở đây, ở trên cái đây gọi cái buli nhá, chị em nào chưa biết nhé, gọi cái buli này. Đấy, ở buli nó có 2 lỗ, mình sẽ vặn ra, Đấy, là mình nhấc cái buli ra. À, khi chị em nhấc cái buli ra, chị em để ý ở cái chỗ này này. Cái trục này nó sẽ có một cái vét như này nhé. Đấy, cái vét này thì chị em nên đây nên đánh dấu một là vạch ở đây, lấy cái bút lông vạch ở đây, hai là cứ cắm nguyên cái lục giác 2,5 này ở đây thôi, để khi mà tí nữa cho vào nó phải cái con ốc nó phải vào đúng đây, hoặc là mình hơi vặn cái con ốc ở vào cái điểm này này. Đấy, mình hơi vặn vào một tí, sâu vào một tí, kể cả mình có cho ra đây thì nó cũng không sẽ không đút được vào. Đây mọi người, đấy, nó sẽ không đút được vào. Để mình vặn thế mình đánh dấu, à, vặn để con ốc nó hơi lồi ra đây một tí này, được chưa? Con ốc nào mà vào cái chỗ caviết này thì ta sẽ vặn hơi con ốc nó hơi lồi ra một tí. Để cho nó tí mình có quay sai thì nó vướng nó không vào được nhá. Đấy là cái lưu ý. Thì khi mà cái buli này nó có lâm châm này, cái lâm châm mà định vị kim này, khi mà mình mà lắp sai đấy thì là nó sẽ cắt chỉ, nó sẽ không cắt được, nó sẽ nhầm điểm dừng kim, nên ta phải đánh dấu, khi tháo ra ta phải đánh dấu nó lại nhá. Đấy. Bây giờ ta sẽ tháo cái này ra. Ở đây này nó sẽ có 1, 2, 3 con ở dưới đây nữa này. Chỗ này, đây và nhìn thẳng vào trong đây nó sẽ còn nữa là 4 nhá. Bây giờ em sẽ tháo ra. Vậy là con này người ta có lắp có 3 con thôi. Một con này chắc khó ra rồi. Được cái hộp rồi nhá. Bây giờ sẽ lên đây.
Đây nhá. Cái hộp đây. Để mới kết nối với cái nguồn điện của em này. Cái motor đây. Motor này là motor của em nhé. Motor ok. Hình như có vẻ là cái rắc này nó bị ấy này, là có vẻ nó bị lệch dẫn đến là nó anh nhé, cái rắc này hãy trong cái rắc trắng này, hay cái rắc này nó bị lệch, nó không cắm được cái rắc của motor này vào. Em sợ là do cái rắc này nó bị lệch nhá, dẫn đến motor cắm mà nó không hết là nó bị lỗi nhá. Mà cứ phải là đây là suy đoán của em thôi, còn vẫn phải cắm vào để biết là nó tại đâu nhá. Đây này. Đấy. Như này, nếu mà bây giờ motor mà chạy được thì là có vẻ là cái motor kia bị lỗi nhá. Thì bây giờ em sẽ bật lên. À quên, phải cắm bàn ga vào nữa. Đấy, sau đó bật nguồn lên này. Đấy, như vậy là cái motor chạy được này. Ok này, bây giờ ta sẽ tháo tiếp cái motor ở máy ra. Đây, sẽ tiến hành tháo cái motor ở máy ra. Nếu mà motor ở máy em mang lên mà vẫn lắp được thì là do cái rắc của lẫy là bị cong chân nhé, do ai đó nó cắm vào bị cong chân nhé, nên không được nhé. Có thể do chọn trước sửa xong xong cắm vào, và lý do làm sao đó ai tháo ra và lắp vào và cắm nó bị vênh chân nhé. Giờ em sẽ tiến hành bật lên nhé. Rồi. Chạy. Rồi. Như vậy nguyên nhân của cái hộp này bị lỗi E07 nhé, thì là chỉ là bị một cái rắc do không biết ai người làm trước ấy, họ đã cắm, có thể do thợ hoặc có thể do công nhân tháo ra. Đấy, cắm vào và đã bị lệch cái rắc nhá, dẫn đến nó không chạy được và báo lỗi. Và họ mới mang đến cho em kiểm tra sửa chữa nhá. Thì như vậy là cái nguyên nhân E07 này nó cũng không bị motor mà nó cũng không bị hộp, mà là do là một cái chân rắc cắm ở đây nhá, nó đã bị cong. Vì vậy nó dẫn đến cái lỗi E07 nhá. Đấy, thì em đã cùng mọi người tìm hiểu cái nguyên nhân, cách khắc phục của cái lỗi E07. Anh chị em xem video mà thấy hay thì có thể cho em xin một like. Ai chưa ấn đăng ký kênh thì ấn đăng ký kênh và bấm quả chuông để theo dõi các cái video tiếp theo. Và anh chị em có thể xem cái video này để tham khảo cái máy của mình ở tại nhà nhé.
xem là nó có bị như này không thì mình có thể khắc phục nó tại nhà được nhé, không phải mang đến thợ sửa chữa và đỡ bớt đi một khoản chi phí nhé. Video này em xin tạm dừng ở đây. Xin chào mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Xin chào mọi người.